Xin chào các bạn, các pharaoh Ai Cập sống cách thời đại của chúng ta hàng nghìn năm. Thời đó thì lấy đâu ra hộ chiếu và đương nhiên là chẳng thể có máy bay để mà bay từ Ai Cập tới một nước nào đó. Thế nhưng đã có một vị pharaoh sở hữu cả hộ chiếu và trải nghiệm bay từ Ai Cập tới châu Âu rồi lại bay ngược lại. Phải chăng ông đã đi xuyên không, vượt thời gian như trong những bộ phim giả tưởng hay có sự hiện diện của người ngoài hành tinh? Tất cả sẽ được hé lộ ở phần sau của video này. Chúng ta sẽ không chỉ nói về câu chuyện này mà còn đề cập đến những sự thật thú vị khác về cách các pharaoh được ướp xác, bí mật về nơi họ an nghỉ ngàn năm và cả câu chuyện bất ngờ khác. Nào hãy cùng bắt đầu và xin đừng vội ấn nút tua. Đầu tiên cùng tìm hiểu tại sao các pharaoh lại được ướp xác. Việc bảo quản thi hài thì không còn phổ biến ở trong xã hội hiện đại ngày nay của chúng ta, nhưng có rất là nhiều nền văn minh khác nhau trong quá khứ đã thực hiện công việc này như một cách tôn vinh những người đã khuất. Một trong những nền văn minh nổi tiếng nhất thế giới thực hiện công việc này và thành công nhất trong việc thực hiện công việc này đó là nền văn minh Ai Cập cổ đại. Những người sở hữu kỹ thuật lưu giữ thi thể trữ danh. Thực tế thì kỹ thuật của họ tiên tiến tới mức có những thi thể đến 3.000 năm tuổi vẫn được giữ hình dáng, mô xương, thậm chí có thể tái tạo được khuôn mặt người đã khuất nhờ những công nghệ hiện đại ngày nay. Người Ai Cập họ tin rằng xác ướp lưu giữ một linh hồn. Nếu mà cơ thể bị phá hủy, linh hồn có thể lạc lối và không tìm đường tới kiếp sau được. Đó là lý do tại sao nhiều nhân vật quan trọng đã chuẩn bị kỹ càng cho việc ngày mình lìa đời, lưu giữ những vật phẩm quan trọng họ có thể cần ở kiếp sau như là quần áo, thực phẩm, những đồ dùng cá nhân, những đồ có giá trị cao, thậm chí là cả những người hầu hạ nữa. Thuật ướp xác bắt đầu có ở khoảng thời gian 2.600 năm trước công nguyên. Và ban đầu, chỉ các pharaoh, những người trị vì vương quốc mới có thể được ướp xác. Nhưng khoảng vài trăm năm sau, suy nghĩ này đã thay đổi, công nghệ cũng thay đổi. Người thường cũng được phép ướp xác và được đặt đồ quý giá vào lăng mộ của riêng mình. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, để mà ướp một xác thành công thì cần rất là nhiều ngày, trung bình khoảng 3 tháng. Và trong khoảng thời gian này, các thầy cúng trực tiếp ướp xác và làm lễ cầu siêu. Cho dù là xác ướp của các bậc quân vương hay là của thường dân hoặc là những người giàu có thì những bước ướp xác cơ bản sẽ gồm: đầu tiên là những nội tạng có thể bị rữa, ví dụ như là não sẽ được đưa ra ngoài. Tất cả các nội tạng trong cơ thể cũng được rỡ ra, ngoại trừ trái tim, thứ mà người Ai Cập cổ đại tin là trọng tâm của một cá nhân. Tiếp đó thì họ sẽ dùng một cái loại muối vừa để bảo quản, vừa để hút hết hơi ẩm có trong thi hài. Cuối cùng họ sử dụng một mảnh vải dài được bôi một cái lớp chất đặc biệt được dùng để cuốn xác ướp lại. Vậy sau khi được ướp thì các pharaoh yên nghỉ tại đâu? Chúng ta đã quen thuộc với hình ảnh của kim tự tháp rồi, nhưng vào khoảng những năm 1500 trước công nguyên, nhiều vị pharaoh Ai Cập đã đưa ra một quyết định là không xây dựng những kim tự tháp để làm lăng mộ cho bản thân mình sau khi mất. Thay vào đó thì thi thể các pharaoh sẽ được đưa về an táng tại một khu hầm mộ khá là phức tạp, đó chính là thung lũng của các vị vua ngày nay. Đây là một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng trên thế giới. Một số hầm mộ thì được xây dựng công phu lên đến 120 căn phòng. Trong khi một số hầm mộ khác chỉ có đơn độc đúng một căn phòng duy nhất mà thôi. Bên trong các hầm mộ thì chứa đầy những vật phẩm quý hiếm được chuẩn bị riêng cho các pharaoh, có giá trị rất lớn vào thời đó để thể hiện quyền lực của người đã mất. Điều này cũng phù hợp với tín ngưỡng của người Ai Cập, đó là chuẩn bị mọi đồ đạc cho người đã khuất để họ tiếp tục cuộc sống ở thế giới bên kia. Dù thung lũng của các vị vua đã bị kẻ trộm mộ cướp đi rất nhiều phần trang trí nội thất và rất nhiều những tài sản quý giá, nhưng hậu bối vẫn thấy được sự xa hoa và quyền lực tuyệt đối của các vị pharaoh. Cách trang trí bên trong hầm mộ cũng giúp ta hình dung được những nghi thức, những tín ngưỡng về tang lễ của người Ai Cập thuở xưa. Những xác ướp được bọc kỹ càng với công nghệ cao nhất thời điểm bấy giờ nhằm đảm bảo cơ thể nguyên vẹn và linh hồn được tin rằng sẽ trở lại sau hàng nghìn năm. Lăng mộ lớn nhất của thung lũng đó là các con trai của Ramses đệ nhị. Cái tên này chúng ta sẽ đặc biệt lưu ý ở phần sau. Mặc dù chỉ được khai quật mộ phần, nhưng nhiều nhà khảo cổ tin rằng ít nhất 4 trong tổng số 52 người con của pharaoh này đã được chôn cất ở địa điểm kể trên. Tính đến năm 2006, lăng mộ này đã có 200 hành lang và phòng, làm cho nó trở thành cấu trúc phức tạp nhất trong khu vực. Tuy nhiên, giống như hầu hết các lăng mộ trong thung lũng, nó cũng đã bị cướp đi phần lớn các vật bồi táng. Lăng mộ nổi tiếng nữa đó là lăng mộ của Tutankhamun. Tuy nhiên lăng mộ này có kích thước khá nhỏ. Các nhà khảo cổ học phỏng đoán rằng do vị vua này chết trẻ, chỉ khoảng 18-19 tuổi, nên họ phải gấp rút xây dựng lăng mộ trong một thời gian ngắn. Dù vậy, lăng mộ vẫn là một trong những khám phá quan trọng nhất của các nhà khảo cổ chuyên nghiên cứu về Ai Cập, do lưu giữ được số đồ bồi táng khổng lồ và chưa bị những kẻ trộm mộ phá hủy.
Trong quá trình khai quật và khám phá lăng mộ của Tutankhamun đã có nhiều sự kiện kỳ bí xảy ra, như là có những người mắc bệnh lạ, có những người thiệt mạng. Từ đó dư luận dấy lên một lời nguyền về mộ của Tutankhamun nên không ai có thể bén mảng tới, thậm chí kể cả những kẻ trộm mộ nữa. Thung lũng của những vị vua cũng là nơi ghi nhận hàng loạt những vụ mất tích, những cái chết bí ẩn của nhiều nhà khoa học, nhiều nhà khảo cổ học và thậm chí là những mạnh thường quân tài trợ để mà nghiên cứu. Những vụ việc đó đã gây ra những làn sóng xôn xao trong một thời gian rất dài. Có một số giả thiết cho rằng vào thời đó thì y học rất là hạn chế, điều kiện vệ sinh kém, lại tiếp xúc với nền nhiệt nóng ở châu Phi, có nhiều loại côn trùng độc, vi khuẩn, khí độc bên trong hầm mộ đã làm cho những ai đi vào khu vực khai quật bên trong sẽ thiệt mạng. Đương nhiên, những câu chuyện như thế này vẫn là đề tài chưa có hồi kết. Và bây giờ chúng ta hãy đề cập đến một vị pharaoh duy nhất được cấp hộ chiếu. Đó là người mà chúng ta đã đề cập đến thoáng qua phần trước, Ramses đệ nhị. Là vị pharaoh thứ 3 của vương triều thứ 19 Ai Cập cổ đại. Ông lên ngôi năm 20 tuổi. Ông được lịch sử ca ngợi là một trong những vị pharaoh vĩ đại, quyền lực và được ca tụng nhiều nhất nhờ những chiến thắng lẫy lừng của mình. Ramses đệ nhị trị vì đất nước trong khoảng thời gian hơn 60 năm, từ năm 1301 đến năm 1236 trước công nguyên. Khi ông khuất đi thì thi thể của ông được đặt tại lăng mộ thuộc thung lũng của các vị vua bên bờ tây sông Nin. Xác ướp của ông được bảo quản trong tình trạng nguyên vẹn khi được khai quật vào năm 1881. Sau đó đến năm 1885, thi thể của vị pharaoh này được trưng bày tại Viện Bảo tàng Ai Cập ở thủ đô Cairo. Tới năm 1974 thì các nhà Ai Cập học làm việc tại bảo tàng phát hiện xác ướp đang bị phân hủy với tốc độ đáng báo động và bị nhiễm nấm. Và đây chính là lý do mà ông được bay. Một năm sau thì một bác sĩ người Pháp có tên là Maurice đã nghiên cứu thi thể, nhận định việc điều trị phải được tiến hành khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự phân hủy hoàn toàn của thi thể này. Không còn cách nào khác, xác ướp phải được chuyển tới Paris của nước Pháp để nghiên cứu. Luật pháp nước Pháp khi đó quy định việc nhập cảnh và vận chuyển sang quốc gia này, bao gồm cả người và xác ướp, buộc phải có hộ chiếu. Để mà tuân thủ quy định thì chính phủ Ai Cập đã cấp hộ chiếu cho pharaoh, dù ông đã qua đời cách đó hàng nghìn năm. Trên tấm hộ chiếu đặc biệt này có ghi tên đầy đủ là vua Ramses đệ nhị, sinh năm 1303 trước công nguyên. Ngày cấp hộ chiếu đó là ngày 9 tháng 3 năm 1974 và ngày hết hạn là ngày 9 tháng 3 năm 1981. Điều thú vị là phần nghề nghiệp, hộ chiếu được điền là nghề nghiệp nhà vua, đương nhiên kèm ghi chú là đã chết. Một trong những lý do khác của hộ chiếu là nhằm thiết lập và đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của Ai Cập đối với xác ướp này trong trường hợp xảy ra tranh chấp, nếu mà phía Pháp tự nhiên lại có ý định giữ lại chẳng hạn. Sau khi hoàn tất những thủ tục này thì xác ướp được đưa lên máy bay, pharaoh đã được bay. Sau đó khi đến Pháp thì xác ướp được chào đón bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp tại thời điểm ấy với nghi lễ đặc biệt, nghi lễ dành cho một vị vua. Sau đó thì xác ướp được đưa tới bảo tàng ở Paris để giám định. Tại đây thì các nhà khoa học đã xác định rằng vị pharaoh này cao khoảng 1m7, có làn da trắng và tóc đỏ. Kết quả cũng cho thấy vua Ramses đệ nhị bị viêm cột sống vì chứng bệnh này khiến ông phải còng lưng đi lại trong những năm tháng cuối đời. Kết thúc quá trình phân tích và chiếu xạ, xác ướp đã được đưa trở lại Ai Cập một cách nguyên vẹn, trở về với bảo tàng Cairo và pharaoh này lại được bay thêm một lần nữa. Và đó cũng là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về vị pharaoh đầu tiên, duy nhất trên thế giới có hộ chiếu và được sử dụng máy bay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Đó sẽ là động lực với ekip sản xuất, bình luận viên Hải Thanh History với những câu chuyện về lịch sử và con người.